Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong ngữ pháp của N5 các bạn nhé. Và xin mời các bạn theo dõi. Mình có một ví dụ như sau. Watashi wa yakusuku ga arimasu. Eiga o mii ni ikimasu. Tôi có một cuộc hẹn và tôi sẽ đi xem phim. Như vậy thì ý của người này muốn nói là anh ấy có một cuộc hẹn đi xem phim, đúng không các bạn? Anh ấy có một cuộc hẹn đi xem phim. Như vậy thì mình có một câu như sau. Watashi wa eiga o mii ni iku yakusuku ga arimasu. Hay, watashi wa eiga o mii ni iku yakusuku ga arimasu. Tôi có một cuộc hẹn đi xem phim. Như vậy thì trong phần này các bạn thấy xuất hiện mệnh đề bổ nghĩa đúng không các bạn? Mệnh đề bổ nghĩa, câu động từ bổ nghĩa cho danh từ. Thế thì mệnh đề bổ nghĩa trong bài này có gì khác, có gì đặc biệt hơn so với những bài trước mà mình đã học? Thì các bạn theo dõi tiếp nhé. Đối với bài này thì danh từ được bổ nghĩa sẽ gồm có những danh từ như sau. Thứ nhất mình có yakusoku, yoji, jikan, ga arimasu hoặc là ga arimasen. Như vậy thì có hẹn, có việc hoặc là có thời gian làm cái gì đó, đúng không các bạn? Và các bạn lưu ý là phần mệnh đề bổ nghĩa ở đây thì các bạn sẽ sử dụng thể từ điển jisoke các bạn nhé. Và để hiểu rõ hơn thì xin mời các bạn cùng với mình chúng ta cùng tìm hiểu một vài ví dụ sau đây. Hay, mình đến với ví dụ thứ nhất. Shigoto wa isogashi desu kara. Vì công việc của tôi thì bận rộn cho nên là gì các bạn? Mình có phần gợi ý ở trong ngoặc như sau. Shokuji shimasu. Jikan arimasen. Dùng bữa, thời gian và không có. Như vậy thì ý của cô gái này muốn nói là vì công việc bận rộn cho nên cô ấy không có thời gian để dùng bữa. Mình sẽ có câu hoàn chỉnh như sau. Shigoto wa isogashi desu kara shokuji suru jikan ga arimasen. Vì công việc bận rộn nên tôi không có thời gian để dùng bữa. Nào mình đến với ví dụ thứ hai các bạn nhé. Tomodachi to kohi o nomimasu. Yakusoku ga arimasu. Tôi sẽ đi uống cà phê cùng với bạn bè. Tôi có cuộc hẹn. Như vậy thì ý của người này muốn nói đó chính là cô ấy có cuộc hẹn đi uống cà phê cùng với bạn bè, đúng không các bạn? Thế thì mình có câu hoàn chỉnh như sau. Tomodachi to kohi o nomu yakusoku ga arimasu. Tomodachi to kohi o nomu yakusoku ga arimasu. Tôi có một cuộc hẹn uống cà phê cùng với bạn bè. Hay mình có ví dụ thứ ba như sau. Shiyakusho e ikimasu. Yoji ga arimasu. Tôi sẽ đi đến tòa thị chính. Tôi có chút việc bận các bạn ha. Như vậy thì ý của người này muốn nói là cô ấy có một chút việc cần phải đi đến tòa thị chính. Mình có câu hoàn chỉnh như sau. Watashi wa shiyakusho e iku yoji ga arimasu. Hay, watashi wa shiyakusho e iku yoji ga arimasu. Tôi có việc đi đến tòa thị chính. Và bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học kế tiếp. Mata kondo onegai shimasu.